À, thì Trung sẽ nói cái bài tiếp theo nói về phong thủy vấn đáp ha. Thì cũng có người nhiều người là hỏi thầy ha, hỏi thầy thì thầy sẵn đây thì cũng thầy trả lời cho tất cả anh em biết ha, anh em biết là như vậy là thế nào ha. Thì có người hỏi là cửa nhà và cơ sở có quan trọng ra sao. Thì thầy Trung cũng xin trả lời. Thì trong phong thủy á, cửa là một phần rất quan trọng ha, là một phần rất quan trọng đối với căn căn nhà. Thì cửa được xem là miệng của gia chủ, cửa sổ là mắt của gia chủ, mà cửa sổ thì nó cũng đại diện là cho mũi của gia chủ. Tại vì mình có cửa sổ là gọi là thông thủy, là mình giống như là mình lấy khí mình hít thở ha, thì mình cũng rất là quan trọng vấn đề đó. Nhà mà phải có cửa sau để thông khí, nhưng cái cửa trước và cửa sau là không được nằm trên một đường thẳng ha, đường thẳng. Cơ sở làm ăn thì cũng vậy, mà cơ sở nào mà không có cái cửa ở đằng sau, gọi là nó tụt hậu ha, nó bị nó đi thẳng ra luôn ha, thì rất là xấu ha, tuột tài. Tuột tài có nghĩa là mình bị làm ăn thua lỗ, nghèo ha, làm bao nhiêu tiền mà vẫn cũng là mắc nợ. Rồi có người lại hỏi tiếp theo, nếu cơ sở không có cái cửa, không không có cửa sau thì nên nên phải làm ra sao. Thì chúng ta dùng một cái tấm gương ha, một tấm gương thì có cái dạng gương, tấm gương này gương là chiếu thủy ha, có dạng cái chúng ta cũng như là chiếu thủy, gọi là ta gọi là giống như đảo sơn ha, đảo sơn. Thì gắn vào một cái vách tường cuối cơ sở, tạo ra một hình ảnh, một cái cánh cửa để mở ra ra phía sau, mở phía sau. Thì cửa thì nên mở ra hay là mở vào, có người thì hỏi vậy. Thì cửa thì chúng ta phải mở vào ha, không được mở mở ra. Mở ra là sự mất mát. Thì đối với cái đối với cái cửa, cửa chính. Rồi có người hỏi là kích thước khung cửa có quan hệ gì đối với phong thủy như thế nào. Thì cái này cũng rất quan trọng ha. Thì những người mà ta xây cất ha, thì những cái thợ hồ thì giờ người ta cũng biết ha, cũng biết, nhưng mà người ta chỉ biết về cái gạch đỏ thôi ha, chứ người ta cũng không hiểu về cái thước lỗ ban. Thì thước lỗ ban thì nó cũng có ba loại thước ha. Một loại thước về coi là dương trạch ha, dương trạch có nghĩa là coi về nhà cửa. Một cái loại thước tiếp theo ha, loại thước gọi là âm trạch ha, là coi mộ mã, xây dựng mộ mã thì kích thước mộ mã. Rồi một cái thước thứ ba gọi là thông thủy ha. Thông thủy là mình dùng để mình đo cái cửa sổ ha, cửa sổ để mình hoặc là khung bếp đồ ha, là để mình gọi là mình lấy khí ha, lấy khí. Khi mà cửa chính mở thì một lượng khí thì ánh sáng thì nó tràn vào từ bên ngoài vô nhà, thì nó ảnh hưởng tới các cái thành viên trong nhà đó. Vì thế mà kích thước bề cao rồi bề rộng thì nó phải tương đối, gọi là nó bằng nhau. Thí dụ nhà rộng thì chúng ta phải nhà to thì phải cửa rộng cao, chứ mà chúng ta nhà mà nhà nhỏ mà cửa to thì cũng xấu, mà nhà to cửa nhỏ thì cũng đại kỵ ha, cũng đại kỵ. Thì nói về cái thước lỗ ban á, thì nó có ngày xưa thì nó có 8 cung ha, nó có 8 cung. Thì cung thứ nhất là cung tài lộc, thì chúng ta đo gọi vô cung tài lộc thì nó tốt. Thứ hai nữa là cái vô cung gọi là trường bệnh là xấu. Chúng gọi là cung trường bệnh thì nó xấu. Còn thứ hai nữa là vô cung gọi là sanh tang, thì mình cũng bỏ, mình không dùng. Rồi vô một cái cung mỹ thuận thì tốt, cung quan lộc cũng tốt. Rồi cung kiếp đạo là xấu ha, kiếp đạo chúng ta không dùng. Lục hại thì cũng xấu, phước đức thì tốt. Mỗi cung thì chia ra làm 4 cung nhỏ nữa, nó có cái lớn thì 4 cung nhỏ. Hơn thì chỉ sự sống tốt thuộc về cái lĩnh vực nào thôi ha, thì chúng ta cũng biết. Nhưng mà chiều dài của một cái thước lỗ ban ngày xưa thì nó đúng ra thì nó là 42,5 cm ha. Nó phản gọi là 4 tấc 25 ha, 4 tấc 25. Gọi là cũng gọi là tám quẻ kinh dịch đó, người ta chồng lên đó, người ta cân đo đong đếm, người ta trừ lại đó, là cái thước lỗ ban là cái thước tấc cái gì đó, thì chúng ta gọi là cộng dồn lên đó, cộng dồn lên. Còn về phương Tây đó, thì cái độ dài của nó phản là 17 inch đó, 17 inch. Thì có người ta hỏi là
ngoài cái cửa có những điểm nào cần lưu ý về phong thủy à? Ngoài cái cửa đó, thì những điểm cần biết thêm về phong thủy đó là, thì thầy nói là cái vụ nhà cửa này ha, cửa ngõ, thí dụ như cửa ngõ thì đừng có trực thẳng vào, thí dụ nó có hai cái dành cung đi thẳng vô ha, thứ hai con đường nó dập lại ha, nó đi vòng, nó đi thẳng vô mình mũi tên là không được. Thí dụ như hai dòng nhỏ lên bên mình có hai cái ao ha, là trước nhà mình không dùng được hai phong thủy, dùng hai cái hòn non bộ kế bên ha, thì nó tránh ra cái chữ gọi là chữ khóc ha. Cái chữ khóc thì nó vậy, nó chỉ như nó có hai dấu chấm hai bên, thì chúng ta cẩn thận ha, dùng phong thủy gọi là nó minh đường thủy tụ, thì chúng ta dùng những cái xây cái hồ nước ha, thì chúng ta phải cẩn thận, chứ không phải là chúng ta cứ minh đường là thủy tụ là tốt ha, cũng rất là xấu. Cái cửa chánh thì không nên, nó là thông suốt với cái cửa sổ. Cái cửa chánh mình vô và cái cửa sổ, thí dụ như mình đi thẳng ra làm sao đâu, thì nó cũng là xấu luôn, cũng là kỵ ha. Trong nhà tránh dùng bố trí nhiều cửa cùng nằm trên một đường thẳng. Thì đối đó là những cái người dùng khách sạn thôi ha, cái khách sạn, nhà thương, bệnh viện, trường học thì người ta mới dùng cái cửa, nhiều cái cửa nằm trên một cái đường thẳng ha, thì để cho nó tiện thôi. Nhưng mà thực sự sự về phong thủy thì nó rất là xấu ha, nó rất là xấu. Cái đó là phong thủy nơi công cộng ha. Chứ thì ví dụ như trường học, khách sạn thì vô đó mình cứ học rồi xong mình đi về thôi ha, chứ không ở đó. Còn cái nhà mình, đặc biệt là mình sống đó, mình ở thì lâu dài thì nó cũng là rất rất là nguy hiểm ha. Thì có người hỏi đó là phong thủy thì thường cho rằng con người thì cần được hỗ trợ bởi những yếu tố gì, năng lực xung quanh cũng như là yếu tố đó là gì ha. Thì năng lượng vũ trụ thì nó rất quan trọng với con người. Ví dụ như mình ở nhà thì cái nhà mình phải đặc biệt phải nó có cái khí vào, mình mở cửa sáng sớm mình phải mở ha, tới 9 10 giờ thí dụ như là mình phải đóng lại rồi cũng được, ít nhất là một ngày mình cũng phải mở gọi là từ 3 tiếng đồng hồ để cho mình cái trường khí vũ trụ của mình ha, nó vào nhà ha, rồi nó đi vô từng căn phòng, cái ngõ ngách tàu hang, rồi xong nó mới ra để cho mình thải ra những cái khí xấu. Giống như mình ăn ha, mình ăn thì mình cũng đào thải ra ha, để mình nạp những cái gọi là cái năng lượng mới ha. Thì cái nhà thì cũng vậy ha, mình ngủ buổi sáng ví dụ mình thở trong nhà thì nó nhiều cái khí carbonic quá ha, rồi cái khí mà tù ha, từ cái lỗ cống ha, những cái gọi là toilet ha, thì nó bay ra. Thì sáng sớm thì mình mở cửa, nhất là cửa sổ, nếu mà không có thì dùng quạt ha, quạt chúng ta quạt quạt cho nó lưu thông hết. Thì bên Thái Lan người ta thường thường ví dụ như là nơi cái những mà cái toilet ha, thì người ta rất là quan trọng ha. Cái toilet thì thứ nhất là chỗ ngủ ha, thứ hai là phòng ăn, thứ ba là phòng khách, thứ tư nữa là cái toilet ha, phải sạch sẽ, phải sạch sẽ, lúc nào phải khô ráo. Cái đó là điều quan trọng của một cái căn nhà ha. Căn nhà thí dụ như chúng ta vô xong này nọ, chúng ta cái vô nhà vệ sinh chúng ta, thí dụ ta đi, mà ta đi vệ sinh thì cái nhà ta quay ngồi thoải mái, nó sạch sẽ thì tạo ra cái cảm giác con người mình nó cũng sức khỏe mình nó cũng tốt. Chứ mình cái chỗ cái nơi cái nhà xí mà mình để nó hôi nó thối quá ha, thì cũng không được, nó điều phải kỹ đó. Mình phải 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 vệ sinh khử mùi, thì nói chung là mình phải phải thông thủy ha, phải thông thủy thì cho nó tốt. Về cái thì Trung nói thêm về cái phần mà gọi là tiếp theo về cái phong thủy, về cái cầu thang nữa ha. Thì thêm cái cầu thang, thì cái cầu thang của mình nó thì thường thường mình phải đặt bên tay trái của căn nhà mình ha. Mình là chủ thì mình đứng trong nhà mình dòm ra ha, thì nằm bên tay trái thì nó hợp lý. Thì một cái cầu thang thì nó thuộc đại diện cho là cái lưỡi mình ha, cái lưỡi mà thường thường á, mà cái cầu thang mình thấy á, mà nó thuộc cái đường ha. À, thì nó le lưỡi ha, à, mình le lưỡi, ta nói là nai thì giặt móng, thì chó thì cũng le lưỡi, là điều đó là giống như là mình ở căn nhà đó ha, mình làm biết bao nhiêu công sức, mình mệt, mà mình không được cái thành quả gì hết, nó là nó gọi là tuột tài ha, gọi là tổn, thì thầy cam đoan luôn ha, đối với căn nhà nào mà nó tuột tài như vậy, nhất là mặt tiền ha, thì làm ăn bao nhiêu, rồi tiền của nó cũng đi hết, đó là thầy cũng đã rất kinh nghiệm vấn đề này ha, chính thầy thì cũng đã ở những cái căn nhà hay là làm ăn những cái căn nhà mà như đó, dù dù mình có chắn hay mình chặn lại ha, giống như cái dòng nước mà trên đó nó giống như thác nó đổ xuống, thì bây giờ mình chặn lại thì cho nó ra như sao, cho nó cản lại một chút thôi thì nước nó vẫn chảy ra ha, tài nó vẫn đi, thì điều cấm kỵ ha, nhà không được cầu thang tuột ra đường là điều phạm nặng nhất, dù là hướng tốt hướng xấu gì nữa. Rồi cái cầu thang mình nó thanh long thì mình đại diện cho chồng ha, cho con trai,
đó. Mà thanh long thì phải sao, phải có rồng, rồng thì phải có nước, thì trên cái thanh long cầu thang nó bồn nước mình phải để nằm chồng lên trên cái toilet lên nhà nằm bên tay trái ha, nó thì rồng thì gặp nước thì nó mới phát, đó là như vậy. Rồi thứ hai nữa ha, là cái cầu thang, cái nấc của mình đó, mình bước lên thì sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử. Mình thí dụ nhà cao thì mình tính làm sao mình bước cái nấc cuối cùng lên cái tầng trên của mình, vô cái cửa mà phòng của mình, thì vô chữ sanh là tốt ha, chữ sanh là tốt. Chứ mình lên cái nấc cuối cùng mà mình vô chữ bệnh là không được ha, chữ lão thì nó cũng được đi ha, đừng chữ bệnh đó. Hoặc chữ tử là hai cái đó mình phải tránh ra đối với cầu thang, mình tính về nấc cầu thang. Nhưng mà cầu thang thì chúng ta làm màu thì nó nên dùng màu đen ha, màu đen nó thuộc về thủy á, thì thanh long mà rong mà gặp nước thì sao, à thì dùng vậy ha, thì ta nói là gọi là tốt ha, thì đại diện cho con trai. Còn bên bạch hổ thì chúng ta là đại diện cho đàn bà, con gái ở bên tay phải, người ta nói là nam tả nữ hữu ha. À, nam tả nữ hữu thì bên tay phải của mình thì mình cất nhà, thì bên nó phải thuộc vô ha. Ví dụ như mình làm có cái nhấn nhá gì cái mặt tiền đó, thì mình phải thuộc vô, chứ mà bạch hổ mà chồm tới vậy ha gọi là không tốt ha. Đó, thanh long thì phải chồm, bạch hổ thì phải lùi thì nó mới đúng, chứ đàn bà mà chồm lên trước như vậy á thì sao, giống như mình đàn bà mà gọi là giống đó, gọi là khắc phu á, mình hơn chồng không được, là như vậy. Thì đối về cái phong thủy gọi là mỗi nhà mình cũng nên biết cái điều đó ha. Rồi xong á thì còn những cái màu sơn hay là cái nấc thì thường thường trong nhà mình làm âm dương thôi ha, 1 2 1 2 là ok, chứ mình đừng làm tam cấp không tốt ha. Tam cấp thì đối với đình chùa này nọ ha thì nó tốt ha. Mình yêu giữ ba nấc thì chỉ vô đình chùa thì tốt ha. Có thiên địa nhân, còn mình âm dương ha, tất cả những cái gì phong thủy tốt về trong đời sống này cái gì cũng không qua âm dương. Âm dương thì mới gọi là sinh ra vạn vật ha. Trời đất phải nói trời đất trống mái ha, ngày đêm này nọ thì nói như vậy là nó hợp lý ha, hợp lý. Hai nấc là ok ha, đừng có gọi là ba nấc, bốn nấc hoặc năm nấc ha, thì nó cũng không tốt. Thì thầy Trung cũng nói tạm dừng tới đây ha, đó là phong thủy gọi là thực hành. Thì tiếp theo thì thầy Trung cái bài sau thì thầy nói về phong thủy tiếp, về những cái xung quanh nhà ha, nói về phong thủy thì nó rất là nhiều chi tiết, thì để chúng ta tham khảo ha, được cái con nhà của mình như thế nào tương đối ổn ha. Thầy nói như vậy là tất cả mọi người cũng biết được cái chia sẻ những cái đó là để mình làm một cái nhà cho nó tốt ha. Nhớ nha, một cái thước, kích thước lỗ ban thì nói là có ba loại thước ha, nó một thước về dương trạch, một âm trạch và thông thủy ha. Thì những thợ hồ thì người ta chỉ biết là lấy hai cái vô gạch đỏ thôi ha, nhưng mình vô tình nó đừng có lấy vô mà vô cái màu mã mình ở, mình lấy kích thước vô là phần âm là xấu nha. Nó một cái thước mình không biết thì mình phải cố gắng thì mình học hỏi ha. Thì ai trên đời thì cũng đâu có ai biết, thì cái nghề thợ hồ của người ta chỉ biết là ta kéo như vậy thôi ha, nhưng mà người ta không nghiên cứu sâu. Thì cũng thông cảm cho những cái người những thợ hồ hay là những cái người mà thợ thợ mộc, thợ cửa sẽ sắt, thì cũng ta phải nên nghiên cứu ha, nghiên cứu vấn đề đó. Thì Trung cũng tạm dừng cái buổi nói chuyện hôm nay, thì thầy Trung sẽ tiếp những cái phần sau gọi là nói về cái phong thủy chi tiết thêm ha. Nó còn rất là nhiều. Thì Trung xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người lần sau ha. Thì về phong thủy thì có cái gì thắc mắc ha thì mình cứ nhắn tin vô. Đó, thì thầy cũng vấn đáp thôi. Đó, bình thường. Thì Trung xin chào.